bên kia thì rất là may mắn là được làm việc với nhau, thế nên là nó cái đời sống rất là thú vị, vì đó mình chia sẻ một cái chung với nhau, đó mình nuôi một cái chung với nhau, cái đó là một cái rất là, một sự rất là may mắn trong đời sống.